Rồi chào tất cả các bạn nha. Mấy nay bệnh quá. Nay bắt đầu cho xe cuốc của nó kéo phà qua cái đập nha các bạn. Đây con cô bác cô của mình thì vừa được lên cái cây chỏ rất là dài nha. Rồi bắt đầu mình ít chỏ dài quá. Cho em nó của nó chạy lên bờ luôn nha các bạn ơi. Chỏ quá chừng dài. Ồ, quá nguy hiểm luôn. Chút xíu nó lọt xong không à. Ê. Ôi. Rồi mình chạy qua bên đây các bạn ơi. Chạy qua đây, bên đây mình múc một ít đất bên đây nha. Ô bên đây là rễ dừa, rễ cây gì không. Múc hết đất để mình cho nó trơn trơn, mình dễ có mình dễ kéo nha. Ồ, bên đây ghế dừa không.
Đấy. Rồi lên luôn rồi đó. Hên còn cả đường nhỏ nhỏ để mình chạy cái chiếc xe của mình qua ha. Còn vì nó khó kéo quá. Bỏ kẹo quá chừng kéo cũng không. Chịt khối đất lụt. Rồi. Thank you.
Rồi bắt đầu cho mình cho cỏ nó xuống phần ăn luôn nha. Vô cái con kinh này hẹp quá cho nên mình mới cho cỏ nó chạy xuống phần ăn luôn nha các bạn. Quá nguy hiểm. Ê, ê, ê. Bên đây sâu dữ vậy. Rồi sắp đứt rồi, xuống hạ bất hạnh rồi, xong phim rồi. Rồi mình xin tạm dừng video đây các bạn ơi, hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Thấy nguy hiểm quá, chắc hỏi chìm ngủm luôn quá.